Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Công nghệ Ngọc Nguyễn Store. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn dòng iPad Pro 2020. Đây là mẫu iPad được tiết lộ là phiên bản được nâng cấp khá nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. iPad Pro 2020 sở hữu một thiết kế hiện đại, trẻ trung không thua kém gì các phiên bản kế nhiệm nhờ lớp khung và mặt lưng được làm bằng chất liệu nhôm nguyên khối. Điểm nhấn là thiết kế phẳng ở cả mặt trước và sau, bốn cạnh viền bo cong vuông vức, viền màn hình mỏng và không có nút home truyền thống cho cảm giác tổng thể máy liền mạch hơn iPad Pro 2020 được trang bị con chip Apple A12 Z Bionic. Chip A12 Z được thiết kế tối ưu cho các tác vụ nặng như render video 4K, thiết kế các mô hình 3D. Lidar trên iPad Pro 2020 sẽ giúp ích rất nhiều cho các ứng dụng thực tế ảo. Ngoài ra, cảm biến Lidar trên iPad Pro 2020 có thể scan được căn phòng hoặc không gian bạn đang đứng. Tại sự kiện, Apple cũng công bố tới người dùng bàn phím Magic Keyboard với thiết kế mỏng lơ lửng với góc điều chỉnh độ nghiêng cực kỳ mượt mà.

61TB Camera trước 7 mp f trên 2.2 Camera sau 12MP f trên 1.8 BDAF 10MP f trên 2.0.411mm Pin và sạc nhanh LiPo 9720mAh sạc nhanh 18W Phần mềm iPad OS 13.4 lên đến iPad OS 15.5 Nhìn chung iPad Pro 2020 là chiếc máy tính bảng đáng để sở hữu khi máy vẫn đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng của người dùng.